bước chân tuyệt vời, thật đẹp thay, ôi thật đẹp thay, là những bước chân của người đem tin mừng cho mọi nơi. Là cái nôi xứ Kinh Bắc xưa, nơi non xanh, nước biếc, thế đất linh thiêng, xứng được coi là vùng địa linh, nhân kiệt. Sông núi Bắc Ninh gắn liền với bao trang sử oai hùng, dựng và giữ nước. Phía tây có núi Tam Đảo, Sóc Sơn, gắn với sự tích thánh sóng. Phía đông có Lục Đầu Giang, bến Bình Than, gắn với tên tuổi Hưng Đạo Đại Vương, Trần Quốc Toàn. Phía bắc có sông Thương, thành Xương Giang. Phía nam có sông Đuống, thành Luy Lâu và Chùa Dâu, là trung tâm chính trị và tôn giáo của vùng đất giao chỉ xưa kia. Dòng sông Như Nguyệt còn vang mãi bản tuyên ngôn độc lập của danh tướng Lý Thường Kiệt: Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư. Khi hạt giống tin mừng được gieo vào Kinh Bắc ngay thời kỳ đầu trong công cuộc truyền giáo ở Việt Nam, tin mừng ngay lập tức đã được tổ tiên cha ông ta đón nhận trong hân hoan và quảng đại. Đức tin vô giá được lưu truyền, giữ gìn bằng mồ hôi nước mắt lẫn máu đào cho ngày nay đến mai sau. Từ khi về nhận giáo phận trên cương vị mục tử, Đức cha Cosma mong ước có những chuyến hành hương theo chân các bậc tiền nhân. Lễ các thánh tử đạo Việt Nam năm nay là cơ hội thuận lợi để một số anh em linh mục, 13 thầy phó tế cùng với Đức cha thực hiện hành trình tâm linh trên sông nước theo bước chân các ngài. Xe ô tô khởi hành từ tòa giám mục nhằm thẳng hướng Nam giáo phận qua giáo xứ Tử Nê, một trong ba địa danh đầu tiên được nhắc đến trong lịch sử giáo phận Bắc Ninh. Theo chương trình định trước, đoàn hành hương đến thăm vết tích nhà thờ Kẻ Mút xưa. Vì biến cố lụt lội năm 1971, nhà thờ Kẻ Mốt đã được di chuyển đến một địa điểm khác. Theo sử sách và các cụ kể lại, Kẻ Mốt xưa từng có những lúc là trụ sở của tòa giám mục và là nơi trú ngụ của các giám mục, linh mục, thầy giảng, được nhắc đến rất nhiều trong lịch sử giáo hội Việt Nam. Một nửa trong số 12 thánh tử đạo Bắc Ninh là thánh linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tự, Francisco Xavier Hà Trọng Mậu, Đa Minh Bùi Văn Úy, Augustino Nguyễn Văn Mới, Thomas Nguyễn Văn Đệ và Stefano Nguyễn Văn Vinh bị bắt ở đây. Ngôi nhà thờ Kẻ Mốt vang bóng một thời với biết bao chứng nhân vì đạo. Ngày nay chỉ còn lại một đoạn móng. Chúng tôi liên tưởng đến lời Chúa Giêsu: hạt lúa gieo xuống đất có mục nát đi mới sinh nhiều bông hạt. Đến với Kẻ Mốt, đoàn hành hương đứng xung quanh vết tích nền cũ xưa, lặng thinh trong giây lát, nén lòng tưởng nhớ đến liệt tổ, liệt tông. Chúng tôi cùng nhau tuyên xưng đức tin và cất vang lời ca. Đây bài ca ngàn trùng, bài ca mà cha ông tổ tiên đã không chỉ hát lên bằng lời mà bằng chính mạng sống. Tạm biệt Kẻ Mốt khi trời đang chuyển thu sang đông, những cành khô trơ trụi hứng lấy những hạt sương thu. Gió lạnh đầu đông làm cho những tán lá vàng run rẩy như sắp rời khỏi cành. Tiết trời và cảnh vật làm lòng lữ khách lâng lâng, vui buồn lẫn lộn. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Chút lòng du khách còn vương vấn thời vàng son Kẻ Mốt. Ô tô tiếp tục đưa đoàn đến điểm hẹn bên bờ đê Văn Thai để chuyển phương tiện đi bằng đường thủy. Thuyền là phương tiện di chuyển chính trong chuyến hành hương có 102 này. Đoàn hành hương ngược sông Thái Bình thẳng tiến về Lục Đầu Giang,
điểm gặp nhau giữa 6 con sông: sông Lục Nam, sông Thương, sông Cầu, sông Đuống, sông Thái Bình và sông Kinh Thầy. Sông Thái Bình là ranh giới phân chia giữa giáo phận Bắc Ninh với Hải Phòng. Ngồi trên mạn thuyền, ngược theo dòng chảy làm ta cảm nghiệm về con thuyền đức tin giữa dòng đời trôi nổi. Xưa kia, tổ tiên đã vất vả ngược xuôi trên dòng sông mang tên Thái Bình, với mong ước mang tin mừng đến cho những con người nơi đây. Khi đọc lịch sử giáo phận thì thấy là giáo phận những cái trang đầu của chúng ta đó thì luôn luôn là một cái gì nó đánh động vào tâm hồn con người, mà chúng ta thì không có biết nhiều lắm, chúng ta là con cháu lâu đời để không biết nhiều lắm. Thế thì dựa vào cái kinh nghiệm bản thân là thì đã đi theo vết chân Thánh Y Nhã ở khắp các nơi Ngài đã đến, rồi đi theo đến vết chân của Chúa Giêsu ở đất Thánh. Qua hai cuộc hành hương ấy thì tôi thấy tất cả trở nên sống động, đọc phúc âm thấy sống động và nó đánh động vào trong tâm hồn mình. Cũng như đọc những điều về Thánh Y Nhã thì nó đánh động tâm hồn mình, nó không chỉ là cái gì ở xa vời nữa. Cho nên mình nghĩ đó là nếu ngày nào bản thân tôi mà đi lại được những bước đường của các vị, các bậc tiền bối, chắc là tôi sẽ cảm động hơn với những trang lịch sử của giáo phận. Vì thế thì từ cách đây từ mấy năm tôi đã ước muốn được thực hiện cái chuyến đi này, nhưng mà chưa thực hiện được, mãi hôm nay mới thực hiện được. Tâm hồn đang bâng khuâng nghĩ về mấy trăm năm truyền giáo của cha ông tiên tổ. Biết bao dông tố, nhưng hạt giống tin mừng vẫn âm thầm đâm chồi nảy lộc. Thuyền cập bến Bình Than làm cắt ngang dòng suy nghĩ. Bình Than là địa danh lịch sử gắn liền với tên tuổi các vị anh hùng dân tộc. Nơi đây cũng được vua quan nhà Trần chọn để tổ chức hội nghị Bình Than vào năm 1282, bàn kế sách đánh quân xâm lược Mông Nguyên trước khi diễn ra hội nghị Diên Hồng. Con thuyền tiếp tục hướng Lục Đầu Giang thẳng tiến. Ngồi trên thuyền, phóng hết tầm mắt về phía Thượng Lưu, nơi bắt nguồn với sông Thương, sông Lục Nam, là đền Kiếp Bạc và Côn Sơn. Ngắm nhìn những dòng nước từ các con sông đổ về Lục Đầu Giang qua năm suốt tháng, làm tôi nhớ đến lời Chúa trong sách Isaiah. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi. Nước trên sông Cầu, sông Thương, sông Đuống, sông Lục Nam từ bao đời nay đổ về Lục Đầu Giang tựa như muôn lời nguyện cầu của tiền nhân ngày ngày dâng lên trước tòa Chúa. Con thuyền hướng về phía sông Cầu, hay xưa kia gọi là sông Như Nguyệt. Sông Cầu bắt nguồn từ Bắc Cạn, chảy xuyên qua giữa lòng giáo phận. Hàng năm, sông Cầu bồi đắp bao nhiêu phù sa cho các cánh đồng trù phú dọc hai bên bờ. Nằm ngay bên trái theo hướng ngược dòng là giáo xứ Phong Cốc, còn bên phải là giáo họ Cổ Pháp. Ông lái thuyền còn cho biết, ngay cửa sông Cầu gần với họ Cổ Pháp trước kia còn có nhà thờ Trại Lác, nhưng bây giờ không còn nữa. Con thuyền vẫn cứ tiếp tục tiến sâu vào dòng sông Cầu thơ mộng. Lúc này, tiết trời bắt đầu hừng nắng. Những tia nắng cuối thu rọi xuống chẳng khác gì ánh sáng tin mừng rọi chiếu vào những tâm hồn băng giá. Cái lạnh lẽo ban mai đang dần được xua tan bởi hơi ấm của mặt trời. Những câu chuyện vui rôm rả của khách thập phương như chảy hội xuân làm tôi nghĩ đến mùa đông của giáo hội Việt Nam đang bị đẩy lui dần bởi sức sống mùa xuân. Biết tin đoàn hành hương đi qua nên một số anh chị em giáo dân Cổ Pháp yên tập bên phía Bắc Giang ra bờ sông vẫy chào phái đoàn. Bên bờ Bắc Ninh là giáo họ Xuân Thủy, Xuân Hòa, Xuân Bình và Thị Đáp Cầu, lúc ẩn lúc hiện. Nằm gần sát họ nhà xứ yên tập là nhà thờ Hạ Bì. Nhưng bây giờ, nhà thờ Hạ Bì chỉ còn là dấu ấn và trong trí nhớ của mọi người. Dòng sông Cầu êm ả đón chào lữ khách. Nước chảy hiền hòa, khác hẳn những ngày mưa bão, nước lũ cuồn cuộn như muốn nuốt chửng con người và cảnh vật xung quanh.
Tuy dòng nước không còn được trong xanh như đã đi vào thơ ca mà đã bị vẩn đục bởi các phương tiện ngày đêm khai thác khoáng sản. Đến nhà thờ Đông Tiến, nơi chôn vị đầu mục Phêrô Khanh, nhà thờ núi Hiểu thuộc xứ đạo Ngạn. Qua thị cầu, thuyền ghé vào pháp trường Cổ Mễ ở bên bờ Bắc Ninh. Cổ Mễ là nơi xử trảm thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh và Phêrô Nguyễn Văn Tự vào ngày 5 tháng 9 năm 1838. Cũng chính tại nơi đây, năm thánh cùng bị bắt với thánh Phêrô Tự ở Kẻ Mốt bị xử trảm vào ngày 19 tháng 12 năm 1839. Trong sự khách thì mới là các ngài hai thánh như Giuse Hoàng Lương Cảnh và Phêrô Nguyễn Văn Tự, cũng như là năm vị thánh kia là chịu tử hình tại đây. Hai tháng trước thì ngày 5 tháng 9 1838, còn năm vị thánh sau là 19 tháng 12 năm 1839. Thì cái người ta chỉ nói về pháp trường là ở giữa cái đồi Cổ Mễ đây và sông Cầu, thì có thể là cái khu vực này chúng ta không biết hoàn toàn, bây giờ không biết chính xác ở đâu, biết là trong khu vực này. Lời nguyện cầu, lạy thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh và các thánh từ đạo Bắc Ninh, cầu cho chúng con. Một lần nữa lại được cất vang lên ngay tại nơi các ngài bị xử án. Đối diện với pháp trường Cổ Mễ bên bờ Bắc là giáo xứ Đạo Ngạn. Trước năm 1954, Đạo Ngạn có trường Tiểu Chủng Viện An Tôn Ninh. Ngày nay là trụ sở chính của Tu hội Đức Mẹ Hiệp Nhất. Sau khi thăm pháp trường Cổ Mễ và đọc kinh trưa, đoàn hành hương theo chân các vị tiền nhân đến bến đò Thổ Hà, nơi cụ Trùm Cảnh bị bắt trên đường đi rửa tội cho một em nhỏ. Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh đã từng là ông trùm của giáo họ Thổ Hà. Có lẽ do cuộc phân sáp thời vua Tự Đức, ngày nay làng Thổ Hà hoàn toàn vắng bóng đạo chúa. Điểm kế tiếp là nhà thờ Nguyệt Đức được xây dựng từ năm 1931, với ngọn tháp cao gần 30 mét, ngả mình soi bóng xuống dòng sông Như Nguyệt. Phái đoàn tiếp tục hành trình qua khu vực họ giáo Vọng Nguyệt và Vọng Giang. Xưa kia, cụ Hoàng Thế Giám, người theo đạo đầu tiên của làng Xuân Lai, quê hương đức cha Cosma, trên đường đi chữa bệnh đã học được đạo chúa ở hai giáo họ này. Con thuyền tiếp tục đưa phái đoàn đến bến Đò Ngọt, nơi Lý Thường Kiệt đọc bài thơ thần nổi tiếng Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư. Thái úy Lý Thường Kiệt đã lãnh đạo quân dân ta thắng quân xâm lược nhà Tống từ năm 1075 đến năm 1077. Ngay giữa chiến tuyến sông Như Nguyệt xưa kia, giữa đoạn bến Đò Ngọt và bến Đò Xà, thuyền đã ghé vào gần bờ để phái đoàn đọc kinh chiều và cùng nhau dâng thánh lễ. Lúc này, mặt trời đã khuất bóng và màn đêm đã buông xuống. Một số anh chị em giáo dân ở Mai Thượng và Nguyệt Cầu nghe tin phái đoàn đi qua cũng đến chào và cùng tham dự thánh lễ tạ ơn. Thánh lễ được cử hành ngay trên thuyền do Đức cha Cosma chủ sự. Thánh lễ tuy đơn sơ nhưng lại rất trang trọng và ấm cúng. Với hầu hết chúng tôi, đây là lần đầu tiên được cử hành thánh lễ ngay trên dòng sông mang nhiều dấu ấn lịch sử. Trong thời cấm đạo, nhiều giám mục và linh mục phải trốn trên những con thuyền mỏng manh nên không được dâng lễ. Trong bài giảng, Đức cha gợi lại tấm gương các anh hùng đức tin. Sau đó, Ngài mời gọi mọi người vững bước theo Chúa như các bậc tiền nhân. Thánh lễ trên sông nước họa lên hình ảnh Chúa Giê-xu giao giảng cho dân chúng trên biển hồ Galilê 2.000 năm trước. Các thừa sai xưa cũng lênh đênh trên thuyền cử hành các bí tích cho giáo dân. Trong chuyến hành hương, con được dừng lại Mai Thượng mà được tham dự một thánh lễ ở trên dòng sông, một thánh lễ đầu tiên trong một bầu không khí hết sức là xuất sáng và linh thiêng. Tất cả những cử chỉ rồi hành động trong thánh lễ hướng trái tim con đến một tinh thần hiệp thông hiệp nhất giữa anh quý cha đi cùng đoàn, rồi quý thầy và toàn thể
mọi người hiệp dâng thánh lễ trong một điều kiện trên sông nước, nơi mà quy tụ con thấy có được cả thiên nhiên, cả trời đất và tất cả những hy sinh vất vả trong chuyến hành hương đó. Điều đó cũng làm cho con cảm nhận và sống lại được những cái tâm tình của các bậc cha ông ngày xưa đã đi trên bước đường truyền giáo, và các ngài có lẽ còn dâng những thánh lễ vất vả hơn, có lẽ còn đi những cái thuyền và sống trong những cái điều kiện còn vất vả hơn. Thế nhưng các ngài đã kiên trì để trồng cây đức tin trên dòng sông, và điều đó, cái dòng sông đó đã trở sinh nên cây đức tin, đó là chính giáo phận Bắc Ninh. Và nơi đây, ngày hôm nay chúng con đang được chung sống và tiếp tục được mời gọi để canh tác cái dòng sông, cái cây đức tin đó, để cho giáo phận ngày được một xanh tươi, ngày được một tốt đẹp, và cho đất giáo phận Bắc Ninh trở sinh hoa trái. Bản tuyên ngôn đầu tiên, Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư đã được cất lên giữa đêm khuya xưa, đã làm quân xâm lược phải khiếp vía, run sợ. Hôm nay, những bài thánh ca được cất vang lên, xua tan đi bóng đêm tội lỗi. Lời ca, tiếng nhạc oai hùng, hòa quyện với tiếng kêu côn trùng và hương vị phù sa nơi ngã ba Bến Xà, làm cho tin mừng Chúa Phục Sinh chiến thắng mọi cơn cám dỗ. Cũng vậy, tin mừng sẽ chiến thắng tử thần và mang lại bình an cho những tâm hồn, thành tâm, thiện trí nơi mảnh đất giáo phận mang tên miền Kinh Bắc. Sau giấc ngủ an lành, đoàn hành hương thức dậy và khởi đầu ngày mới với giờ kinh sáng. Những lớp sương mù cuối thu bao phủ cả vùng sông và che kín hết tầm mắt. Cảnh tượng nơi đây chẳng khác gì thời kỳ tạo dựng trong sáng thế ký. Bóng tối vẫn bao trùm vực thẳm và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Tiếng gà gáy lúc sớm tinh mơ đánh thức những cư dân nơi một con gà gáy bà tỉnh nghe thấy ở vùng ngã ba sông tiếp giáp giữa Bắc Ninh, Bắc Giang và Hà Nội. Theo chương trình định trước, con thuyền sẽ rẽ vào sông Cả Lồ đến thăm các xứ họ Trung Nghĩa, Đồng Nhân, Xuân Lai, Bến Nầm, Bến Bẽ, Bến Đông Cạn, Bến Xà, Bến Dừa, Bến Cốc. Nhưng vì thuyền không thể vào được sông Cả Lồ, nên phái đoàn quyết định thay đổi hành trình là tiếp tục tiến theo hướng thượng lưu sông Cầu. À, chúng ta nhìn thấy ở chỗ kia là ngã ba, gọi là ngã ba Xà, đó là sông nơi sông Cả Lồ gặp sông Cầu. Ở bên tay phải của chúng ta là tỉnh Bắc Giang, bên tay trái thì ở cái sông Cả Lồ này chia bên tay phải là Hà Nội, còn bên tay trái là tỉnh Bắc Ninh. Thế thì chúng ta dự tính vào đường ấy nhưng mà không vào được vì người ta đang làm cầu, người ta không cho thuyền chúng ta vào. Nằm bên tả ngạn sông Cầu, nơi tiếp giáp với ngã ba Bến Xà là giáo họ Tiên Sơn và Đồng Công, do cha Joachim Nguyễn Đức Thành phụ trách. Thưa Đức cha, kính thưa phái đoàn, chúng ta đang tiến tới bên tay phải của chúng ta, đó là nhà thờ giáo họ Tiên Sơn, một nhà thờ lớn nhưng mà số giáo dân thì không lớn lắm, nằm bên bờ sông Cầu. Còn khi chúng ta đi qua nhà thờ Tiên Sơn thì chúng ta sẽ đến một nhà thờ nữa, đó là nhà thờ giáo họ Đồng Công. Đó là một trong bốn nhà thờ ven sông Cầu của khu vực huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Nếu tiến xa thêm vài cây số là giáo xứ Ngọ Xá, nơi cha du xe Phạm Văn Phương còi sóc. Ngắm nhìn những cư dân đang thả lưới bắt từng con tôm, con tép, làm người viết nghĩ tới công cuộc loan báo tin mừng phải mang từng tâm hồn về với Chúa. Cũng vậy, tin mừng của Đấng Phục Sinh thấm nhập và biến đổi những con người đang tần tảo kiếp kế sinh nhai kia. So hello, I'm Domiti. I come from France. I'm very glad to take part of this pilgrimage. I think it's very interesting to follow the steps of the first missionaries in Vietnam for Catholic foreigner. So I can understand more about how Catholic religion grew in Vietnam.
And I'm very impressed by the braveness of these people. So it makes me think a lot about my own faith and what can I do to make it stronger and stronger every day. Hơi ấm xua tan giá lạnh, những tia nắng rọi xuống làm tan biến sương mù bao phủ. Những hạt sương thu trên tán lá vàng đang dần biến mất. Ánh nắng rọi xuống xuyên qua đám mây mù như tia chân lý soi chiếu vào những tâm hồn tội lỗi. Ngồi tựa mạn thuyền, thả mình vào cảnh sông nước mà lòng bay bổng. Những bãi ngô, soi dâu, đôi lúc được xen kẽ bởi những bụi tre, làm cho cảnh vật thơ mộng đến mê hồn, làm cho lữ khách như lạc vào cõi bồng lai tiên đảo. Những bãi dâu hai bên bờ là nguồn thức ăn chính cho những nong tằm để ngày ngày nhả tơ, giật lên các bộ áo tứ thân, khăn xếp, áo the cho các liền anh, liền chị. Vì không được định trước nên thuyền chỉ biết hướng ngược dòng mà chưa biết đến điểm nào nhất định. Đoàn hành hương chỉ biết thẳng tiến theo thánh thần hướng dẫn. Những làn điệu dân ca quan họ được quý cha, quý thầy cất lên, sao thanh thoát, tình tứ, ngọt ngào, làm cho bầu khí thêm sinh động. Những câu ca ngồi tựa mạn thuyền, hay lời ca anh đến quê em, nơi đây có dòng sông Cầu, dự ngày hội lim, sưởi ấm lòng du khách. Trước tiên thì tôi rất là hân hoan ngày hôm nay được tham gia và tháp tùng phái đoàn của Đức Cha Bắc Ninh để làm chuyến hành trình đi theo chân các vị truyền giáo. Đúng là cách đây mấy trăm năm các vị thừa sai của chúng ta đến Việt Nam cũng trong một hoàn cảnh tương tự như vậy. Chắc chắn chiếc thuyền của các ngài còn nhỏ hơn thuyền của chúng ta, lênh đênh trên sông nước. Và có những lúc cả 3-4 tháng trời không đặt chân trên đất liền được vì những hoàn cảnh khó khăn. Và trong một cái điều kiện như vậy, ngày hôm nay khi chúng ta đi dọc lại trên dòng sông Cầu, các cái dòng sông, thì chúng ta lại nhớ đến cái công ơn của biết bao nhiêu những con người đã đổ ra để xây dựng nên giáo hội của chúng ta và đặc biệt là giáo phận Bắc Ninh. Nếu nói về giáo phận Bắc Ninh thì phải nói đây là một trong những vùng đất cổ kính, có truyền thống văn hóa rất lâu dài của đất nước Việt Nam. Đó là vùng đất của Luy Lâu, đó là đền Sĩ Nhiếp, đó là thành Cổ Loa và biết bao nhiêu đền Bát Đế. Ngày xưa vẫn gọi là Kinh Bắc bởi vì đây từng là kinh đô của đất nước. Và như vậy chúng ta là một cái vùng đất giàu văn hóa. Không ai có thể nghi ngờ về lời hát quan họ của các liền anh liền chị của Bắc Ninh. Và cũng trên vùng đất này thì như cha cũng vừa đề cập đến thì cũng có khi được trình bày về các vị tử đạo thì trong hai ngày hôm qua và hôm nay rất là mừng rỡ để có thể đến với những cảm nghiệm một cách sâu sắc hơn những cái địa chỉ liên quan đến các vị tử đạo, đó là Kẻ Mốt, đó là Pháp Trường Cổ Mễ, đó là Bến Đò Thổ Hà, đó là Làng Vân, Làng Ván, vân vân. Khi nói đến các vị thánh thì tôi vẫn có một cái suy nghĩ như sau, đó là nơi nào có các vị thánh thì đó trở thành thánh địa. Thực sự khi chúng ta đi ngang những vùng đất như vậy thấy cũng không khác gì những vùng đất chúng ta ở. Thậm chí là có những nơi hoàn cảnh không được thuận lợi, không được tiện nghi như nơi chúng ta đang ở. Nhưng nó vẫn là thánh địa nhờ ở đó có các vị thánh. Và vì vậy thì nếu nơi mà chúng ta đang sống và chúng ta noi theo gương con đường của các vị tiền nhân, chúng ta trở thành những vị thánh thì bất cứ nơi nào chúng ta đang sống, nơi đó cũng trở thành thánh địa. Xa xa thấy đám người vẫy tay như muốn mời gọi du khách. Thuyền giảm tốc độ và hướng về phía đoàn người đó. Đến đây, chúng tôi mới biết giáo dân họ Bến Đông hay tin phái đoàn chuyển hành trình đi tiếp về hướng thượng lưu sông Cầu. Họ chờ ở đây cả mấy tiếng đồng hồ, mong ước được vị mục tử ghé thăm.
Bến Đông là một họ lẻ của giáo xứ Thường Thắng, có hơn 300 nhân danh do cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Quân quản nhiệm. Cảm kích trước sự mến khách, thuyền cập bến để lữ khách lên nhà thờ viếng Mình Thánh, đọc kinh và chụp ảnh lưu niệm chung. Chia tay Bến Đông mà ai nấy cứ biện dịn bởi lòng hiếu khách của con người nơi đây. Anh chị em giáo dân theo chân chúng tôi đến tận Bến Đỏ với khát khao sẽ được tham dự thánh lễ mà chẳng dám nói. Như được Thánh Thần Chúa thôi thúc, không chút do dự, Đức Cha quyết định dâng lễ ngay cho anh chị em. Lại một thánh lễ được cử hành ngay trên sông nước, khác với thánh lễ hôm qua được dâng vào ban tối, thì lễ này được cử hành giữa ban trưa. Thánh lễ hôm nay cũng thật đơn sơ nhưng lại rất tuyệt vời, trang trọng. Vẫy tay chào tạm biệt Bến Đông mà du khách không giấu nổi cảm xúc nghẹn ngào. Những nếp nhăn trên trán các lão nông đã xê bóng, nhưng với niềm tin mãnh liệt. Những nét mặt ngây thơ của lũ trẻ, những ánh mắt hồn nhiên của các thôn nữ lắng đọng mãi trong tâm hồn du khách trong giờ phút chia ly. Chia tay Bến Đông khi đã quá giờ ngọ, ánh nắng nhẹ mùa thu với hơi nước mắt lạnh làm du khách tràn đầy sức sống, cho dù lúc này cái bụng đang sôi sục lên vì đói. Đoàn hành hương tiếp tục hành trình khó khăn vì phía thượng nguồn có những dải đá ngầm dưới nước mà nếu người lái thuyền không giỏi kinh nghiệm thì thuyền sẽ bị mắc cạn ngay. Nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng bước theo Chúa Thánh Thần. Câu đáp ca trong thánh lễ, có Chúa bênh đỡ tôi, làm du khách vững tâm tiến bước mà chẳng thế lực nào có thể cản ngăn nổi. Đến Bến Đỏ Trã thì con thuyền không thể nào đi tiếp được vì mùa khô nước quá cạn. Thật tình cờ, nhưng lại như được sắp xếp bởi bàn tay vô hình. Bến Đỏ Trã nằm liền kề với nhà thờ giáo xứ Tiểu Lễ. Tiểu Lễ có 5 giáo họ, nằm rải rác trên huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Số nhân danh có gần 2.000 người do cha Phêrô Chu Quang Hòa đảm trách. Hay tin có đoàn hành hương đến, cha xứ Phêrô và anh chị em giáo dân ra tận bến sông đón phái đoàn. Theo chân cha Phêrô và anh chị em giáo dân, chúng tôi tiến bước vào nhà thờ cùng nhau đọc kinh chiều. Sau đó là giờ chầu thánh thể tạ ơn và kết thúc chuyến hành hương. Từ hôm qua đến hôm nay chúng ta đi, trước nhất là đặc biệt là ngày hôm qua, đi từ Kẻ Mớt mà cho tới ngã Ba Xà. Thì trên con đường ấy chúng ta đã viếng được nơi Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự bị bắt. Rồi sau đó thì chúng ta đến Cổ Bẽ, nơi 7 vị Thánh Tử Đạo chịu tử hình. Rồi chúng ta đến viếng thăm đi Bến Đò Thổ Hà, nơi Thánh Giuse hoặc Lương Cảnh bị bắt. Thì thấy là tất cả cái lịch sử sống động của giáo phận nó trở nên đánh động vào trong tâm hồn mình rất nhiều. Rồi đi chúng ta đi từ cái hành trình hôm qua, chúng ta đi qua những cái xứ đầu tiên, rồi cũng các họ, các nơi mà các vị thừa sai. Thì nhìn thấy những cái thuyền nhỏ nhỏ người ta đi, có lẽ ngày xưa các ngài cũng đi như thế, chứ không đi được một cái thuyền lớn, một cái tàu yên ổn như thuyền của chúng ta đi. Thì rất là cảm động vì thấy ngày xưa các ngài đã vất vả như thế để đem tin mừng đến cho chúng ta. Và tôi cảm thấy đó là bây giờ đến thế hệ của chúng ta được mời gọi tiếp bước các ngài. Dù là cái con đường của chúng ta bây giờ dễ hơn, nhưng mà hình như chúng ta không có cố gắng như các ngài.
Cho nên với cái chuyến đi này thì nghĩ đó là không những mình tôi mà có lẽ cả các cha, các thầy và sau này là nhiều người khác trong giáo phận nữa sẽ cố gắng hơn trên công cuộc truyền giáo. Những thập kỷ đã qua, giáo phận Bắc Ninh phải trải qua biết bao thăng trầm. Có bước theo dấu chân cha anh mới nếm trải phần nào khó khăn, thử thách khi hạt giống tin mừng được gieo trồng trên mảnh đất miền quan họ. Hành trình theo chân các bậc tiền nhân giúp lữ khách trải nghiệm và củng cố thêm niềm tin sắt son vào Đức Kitô, mong muốn tương lai còn nhiều chuyến hành hương theo chân các vị tiên tổ. Cha anh đã viết lên những trang sử hào hùng bằng cả mồ hôi, nước mắt lẫn máu đào. Máu cha ông tổ tiên đổ ra đã không trở thành vô ích, mà làm cho hạt giống tin mừng được sinh hoa, kết trái. Đức tin cha anh truyền lại cho thế hệ chúng ta quả là vô giá. Hành trình đức tin tiến về thiên quốc vẫn còn nhiều chông gai trước mắt, nhưng mỗi người đang được thôi thúc bước tiếp bước chân các vị tiền bối dưới sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần. Chân của người đem tin mừng cho mọi người.